Kính thưa chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại chúng, ngài Phổ Hiền Bồ Tát có dạy chúng ta trong kinh Pháp Hoa, chúng ta hãy nên suy nghĩ xem coi cái gì mà sau khi chết nó còn mang đi được thì chúng ta tích cực mà chúng ta tu hành, còn cái gì mà bỏ lại cho trần gian thì thôi chúng ta không quan tâm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tất cả mọi người chúng ta cần phải quán tưởng trở lại cái tâm của mình. Tại vì chúng ta biết là cái khi mà chúng ta chết thì mọi thứ về vật chất chúng ta bỏ hết, tài sản chúng ta bỏ, chúng ta cũng bỏ. Có những người mà bây giờ chưa chết nhưng mà cái địa vị xã hội chúng ta nó đã mất đi rồi, cho nên những cái này chúng ta biết rồi sẽ bỏ, thì cái bỏ trước bỏ sau thôi. Nhưng mà khi nói như vậy đó thì chúng ta không quan tâm tới cái việc này nữa, thì đây cũng là cái việc mà nhiều người phạm phải sai lầm. Báo rằng cái địa vị xã hội chúng ta không cần quan tâm nữa, tại vì chúng ta chết chúng ta bỏ, thì thôi quan tâm tới nó để làm gì. Rồi đó là quyền lợi vật chất chúng ta cũng bỏ nữa. Thế nên bỏ địa vị, bỏ danh vọng, bỏ tiền tài, bỏ hết. Rồi tới cuối cùng chúng ta bỏ luôn cái mạng này nữa, thì cái người tu như vậy đó thì có vẻ như là tiêu cực. Khi mà thầy còn đi học thì một cái vị giáo sư mà giảng về kinh Pháp Hoa nữa, ngài mới bảo rằng Phật giáo chúng ta đó, Đức Phật đào tạo những con người cứu đời, những con người sanh ra để giúp người, mà ngài nói rõ đó là phải lợi ích cho số đông, cho chư thiên và loài người. Cho nên hai cái ý này chúng ta thấy nó mâu thuẫn nhau đây. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta cân nhắc về cái tâm tưởng của chúng ta, làm sao mà dung hòa được hai cái này. Thì ở chỗ này quán tưởng về cái tâm của chúng ta, thì trong này thì cái việc đầu tiên là mà cái phần chân và cái phần giả, đương nhiên cái phần mà giả thì chúng ta bỏ nó cũng mất, chúng ta giữ rồi nó cũng mất, nhưng mà cái phần chân thì cái này là không bao giờ mất. Cho nên đây ta gọi là cái chân tâm và cái vọng thức. Vọng thức là mất, nhưng mà chân tâm là chúng ta không mất. Thành ra Thế Thân Bồ Tát thì chia ra là làm 8 cái thức của tâm vương. Gọi là tâm vương tức là vua, là chủ. Còn lại 51 cái thức gọi là tâm sở tức là lệ thuộc. Thế nên khi mà quán sát về tâm của chúng ta thì Thế Thân Bồ Tát mới nhận ra được trong tâm chúng ta nó có những cái này. Thì bây giờ thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta hướng về tâm, chúng ta quan sát thì chúng ta mới thấy được nó có hai cái phần này: tâm vương và tâm sở. Sở tức là lệ thuộc, sở này ta gọi là sở hữu. 51 cái tâm sở này nó là sở hữu của tâm vương. Đó là cái trường hợp mà quan sát về tâm để ngài thấy như vậy. Còn vật chất bên ngoài bây giờ chúng ta chưa nói tới. Tại chủ đề chúng ta hôm nay là quán sát về tâm. Mà Đức Phật dạy chúng ta là tâm là chủ. Cho nên mọi việc trên cuộc đời này là đều do tâm quyết định hết. Cho nên bây giờ thì chúng ta bắt đầu chúng ta quan sát vào trong. Thì ở trong cái phần tâm vương thì để đó. Tâm vương thì gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mặt na và a la da, tức là 8 cái thức này nó thuộc về tâm vương để đây. Nhưng mà cái là có thể thực tập mà chúng ta chuyển hóa
trên bước đường tu. Thì trong 51 cái tâm sở này đó, tức là đây là cái tác động mạnh vào tâm vương, cũng như là tác động mạnh vào trong cuộc sống chúng ta. Đây là luôn luôn thay đổi đấy. Cho nên ta quan sát cái này để ta điều chỉnh. Thì ở trong 51 cái tâm sở đó, thì đầu tiên Ngài Thế Thân Bồ Tát đó, bảo là nó có 6 cái món gọi là phiền não căn bản. Đây là tụi xấu. Và nó có 20 món nữa, gọi là tùy phiền não. Nó lệ thuộc vào trong 6 cái căn bản phiền não này. Đây về cái thế lực xấu của nó đó, là nó có 6 cái món căn bản và 20 cái mà đây là cái thế lực ác xấu. Ngoài cái này ra nữa thì trong tâm chúng ta cũng có được 11 cái thiện. Cho nên cái bài pháp căn bản mà Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo tu để đắc đạo á, thì bây giờ thì Đức Phật có dạy chúng ta, tức là cái gì mà chúng ta nghĩ là ác, là xấu nữa, thì cái này ta nên đoạn đi. Cái mà đã có rồi nữa thì chúng ta cắt bỏ, mà chưa có thì tuyệt đối không cho sanh ra. Đây là trên bước đường tu. Cái này là sanh ra, là thầy nói là sanh ra trong tâm chứ không phải ngoài. Khi nhận thức về tâm để ta tu. Cho nên những người tu hành này đôi khi chúng ta thấy họ ngồi yên, họ không làm gì hết, nhưng mà đây thiệt ra là họ tu đó, họ làm đó. Tức là họ điều chỉnh cái nội tâm này quan trọng. Tại vì việc ở trên cuộc đời này là do tâm quyết định. Tâm nó quyết định hành động của chúng ta, tâm nó quyết định lời nói của chúng ta. Cho nên ngồi yên đó, đó là trong lúc đó người ta đang tu để ta điều chỉnh tâm. Thì cái gì là ác đó, thì cái này đó, đã sanh rồi thì chúng ta đoạn, chưa sanh thì chặn lại không cho sanh ra. Để cho trong tâm chúng ta đó, cái hạt giống ác mất lần đi. Rồi cái thiện đó, thì lúc bây giờ đó, nó đã sanh ra rồi thì chúng ta ráng nuôi lớn lên. Còn nếu mà nó chưa sanh đó, thì chúng ta tìm cách để tạo điều kiện cho nó sanh. Cái thiện sanh ra trong tâm ta trước. Cho nên đây là cái người tu. Mà nếu thực tập được hai cái điều này thì lúc bây giờ chúng ta được bước một chân vào trong cái thế giới của chư Phật. Tức gọi là đi vào dòng thánh. Thực tập xong cái này là chúng ta, cho nên ta là người hiền. Ta trở thành người hiền trên trần gian này. Tức là quý vị chưa làm gì hết, nhưng mà mọi người, mọi loài bắt đầu nhìn về cái con người chúng ta đó, nó đã có thiện cảm, nó đã có ý tưởng tốt. Nên ở trong bài hồi hướng thầy có dùng cái câu đó, mọi loài trông thấy lòng thanh thản. Nếu ta thực tập được cái này thôi, cái ác ở trong lòng chúng ta đoạn hết, mà cái thiện ở trong lòng chúng ta tăng trưởng được, thì lúc bây giờ nữa mọi loài nữa trông thấy chúng ta nữa, lòng của nó cũng thanh thản. Từ cái chỗ thanh thản này nữa, mà nếu cái thiện chúng ta tăng thêm bước nữa nữa thì nó quý mến chúng ta. Cho nên Đức Phật chúng ta đó, khi còn tại thế ta nhìn ta thấy này rõ. Và Ngài giải thích, Ngài vào trong rừng Ngài ở nữa, thì khỉ nó hai trái nó tới nó dâng cúng cho Đức Phật. Voi đó thì ôm cái bình bát của Đức Phật xuống dưới sông mà múc nước đem lên cho Đức Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rõ. Cho nên thời Đức Phật xa xưa chúng ta không nói, nhưng mà trong thời hiện đại chúng ta này, chúng ta thấy những người mà thuần hóa súc vật. Đây là gì? Cái việc đầu tiên họ cảm thông với con vật, rồi họ có một cái mà thương yêu con vật. Cái này cái thiện tâm họ sanh ra. Cho nên từ cái thiện tâm họ sanh ra, cho nên con vật này nó cũng trở thành thương cái người chủ của nó. Nó quý mến cái người chủ của nó. Nó phát xuất từ một cái lòng tốt của con người, mà cảm hóa con người, mà nó cảm hóa được những con người khác. Từ cái lòng tốt đó mà nó
nó biến thành cái hành động tốt và thực hiện được cái lời dạy của Đức Phật đó, là lợi ích cho số đông và cho chư thiên và loài người. Cho nên gần đây quý vị thấy Thủ tướng Lý Hoàng Diệu của Singapore, thanh niên ông này chết rồi, tức là mới chết đây. Nhưng mà ông chết rồi, ông chết trong lúc đó ông không còn làm thủ tướng nữa. Nhưng mà cái người dân Singapore đó, họ nghĩ về cái chết của ông này đó, họ vô cùng thương tiếc với tất cả tâm lòng của họ đó. Tại sao vậy? Là vì cái ông này, khi đó ông nhìn về cái nước Singapore của ông ấy, đó nó là đầu tiên, nó là cái bến cảng, nó làm cái của nước Mã Lai. Cái diện tích đất của nó thì không rộng hơn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Nhưng mà cái ông này về làm thủ tướng của một cái bán đảo nhỏ này nữa, một khoảng thời gian sau đó, thì ông mới nâng cái kinh tế của nước này lên ở một cái tầng cao mới của nó. Nó nằm ở trong cái dạng đó, mà thu nhập của người dân đây ta gọi là quốc dân sở đắc, tức là tính theo đầu người nữa, thì nó cao nhất ở trên thế giới này. Ta nên quý vị có thể nghĩ tới chuyện. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta đây, bây giờ chúng ta mới nâng lên cái mức cao nhất của dân thành phố chúng ta đây nữa, là mỗi năm chúng ta được bao nhiêu? Thầy nghĩ vào khoảng độ từ 1.000 cho tới 2.000. Cái đầu người nữa là mỗi năm chúng ta nữa, đây chúng ta được chừng 1.000 đến 2.000 đô là, thầy nghĩ đây là nhiều. Không biết tới 2.000 chưa? Nhưng mà người dân Singapore thì lúc bây giờ nữa, là mỗi năm của họ đó, tính theo đầu người là 40.000 đô la. Nó hơn mình bao nhiêu lần. Từ một cái nước nghèo, từ một cái dân bến cảng làm thuê làm mướn cực khổ như vậy đó, mà bây giờ nâng lên đó, ở cái tầng cao mới đó, cái này rõ ràng đó, là cái ông này thực hiện đúng cái lời của Đức Phật dạy, lợi ích cho số đông, lợi ích cho chư thiên và loài người đây. Cho nên mọi người quý trọng ông ta. Người Việt Nam chúng ta cũng quý trọng ông này. Có thể nói là khi mà kinh tế Việt Nam chúng ta đổi mới, nhưng đầu tư vào Việt Nam chúng ta để xây dựng nhiều cái khu công nghiệp, các vị lên ở trên Bình Dương thì thấy. Cho nên những cái ngày đầu mới giải phóng thì thầy thường lên ở trên Bình Dương, lúc đó gọi là sông Bé, đi thuyết giảng và làm cái công việc cứu trợ, bố thí giúp đỡ cho người nghèo. Đây là một cái tỉnh nghèo của Việt Nam chúng ta. Nhưng mà từ khi Singapore đầu tư vô đây, giải quyết được cái công ăn việc làm cho cái dân ở trên Bình Dương chúng ta. Rồi lúc bây giờ nữa là một số những người không có công ăn việc làm ở miền Bắc, miền Trung đó, cũng tập trung vô ở trên khu công nghiệp Bình Dương được phát triển. Cho nên từ một cái tỉnh nghèo, từ một tỉnh nghèo của đất nước chúng ta, nhưng mà Singapore đem đầu tư, cho nên bây giờ đó, tỉnh Bình Dương trở thành ra một tỉnh mà ở trong năm tỉnh có một cái đóng góp cho trung ương cao nhất, các vị thấy. Cho nên dân Việt Nam chúng ta vẫn trân trọng cái việc làm này của ông Lý Quang Diệu. Nên khi ông này mất thì từ chính phủ chúng ta, quốc hội chúng ta, bộ ngoại giao chúng ta là điều tới ghi sổ tang và rất trân trọng ông này. Nó từ một cái tâm tốt biến thành làm cái hành động tốt. Nếu ông này không là Phật tử như nữa mà làm những cái việc này nữa, thầy thấy đúng theo cái lời Đức Phật dạy. Cho nên từ chỗ này mà Phật tử chúng ta nữa, khi tự nhận mình là Phật tử tu hành, mình tự soi rọi lại lòng mình xem, quán sát lại lòng mình xem, một cái ông này không biết có phải Phật tử hay không phải Phật tử. Cho nên đối với thầy thì cái trường hợp này nữa, không nhất thiết là Phật tử, nhưng mà phải là người tốt,
phải là người có tấm lòng tốt giống Phật thì đều là bạn của chúng ta hết. Đây chúng ta có cái quan niệm rộng, có thể nói là một cái tôn giáo ở thế kỷ 21 đó, là ta nghĩ tới cái tôn giáo như thế đó. Cái tôn giáo mà tập hợp được tất cả những cái người tốt ở trên trái đất này để làm cho trái đất này xanh hơn, đẹp hơn và an ổn hơn, thì đây là một cái tôn giáo của thế kỷ 21. Nó không còn làm cái tôn giáo mà của thời Trung Cổ, tức là đánh nhau, giết nhau, nói xấu nhau và giành giật của nhau. Này không phải. Cho nên chúng ta cần những Phật cũng được, mà Chúa cũng được, mà cái gì cũng được hết ấy, miễn làm cho trái đất này nó an ổn hơn, đẹp hơn, thì đây là cái tôn giáo của chúng ta ngày nay. Thì như vậy đó, ở đây cái bài học chúng ta đây là mọi người tự rọi lại tâm mình, quan sát ngược lại trong tâm mình, có những cái điều kiện nào mà tạo thành con người tốt và cái điều kiện nào tạo thành con người xấu đấy. Cho nên đó, bây giờ người tốt thì phát xuất từ cái tâm tốt, mà tâm tốt thì Thế Tăng Bồ Tát chia ra làm hai phần, phần tâm xấu và phần tâm tốt này. Thì loại cái phần tâm xấu ra và phát triển cái phần tâm tốt lên, đây là hai cái phần chính của nó. Còn trở lại nữa thì cái trường hợp còn có thêm 24 món bất tương hành nữa, pháp nữa, cái này nữa là chúng ta chưa nói tới nó. Tại cái bất tương hành này là gì? Nó luôn luôn cứ ngược lại, phải không? Ta nói trong ý như thế này, rồi lại một cái nghĩ ngược trở lại. Đây chúng ta gọi là cái phản ứng ở trong nội tâm. Nó thường hay có những cái phản ứng ngược lại. Cho nên khi mà quý vị thử xem, mình khởi lên một cái ý niệm tốt muốn làm cái gì đó, thì dục nó có một cái suy nghĩ ngược trở lại, có nên làm hay không nên làm. Có thể nó quyết định là làm, mà nó cũng có thể quyết định là không làm. Nó tìm hết tất cả những cái lý do mà để nó từ chối cái việc này. Cho nên này nó thuộc về bất tương hành pháp nữa. Ở trong tâm chúng ta nó có nữa. Thì bây giờ nữa, mà cái ác đó chúng ta thấy rõ nhất ở đây, mà chúng ta cần phải đoạn đây. Cái nào nữa mà đã có rồi, chúng ta cắt lần nó đi. Còn cái nào mà chưa có nữa thì chúng ta đừng tập. Cho nên cái này thứ nhất là gì? Lòng tham của chúng ta. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta là cắt bỏ cái lòng tham chúng ta đi, chứ không phải là bỏ tài sản. Cho nên có nhiều người lầm á, coi như là tu nó là bỏ hết tài sản chúng ta, bỏ hết công ăn việc làm chúng ta, rồi chúng ta ôm mình đi khất thực giống như Đức Phật không? Đây là cái chuyện sai lầm. Tức là bỏ cái lòng tham thôi. Cái lòng tham ta bỏ đi. Mà khi lòng tham chúng ta bỏ rồi nữa, thì tài sản ta mất không? Lòng tham chúng ta bỏ đi rồi nữa, thì chúng ta tài sản chúng ta không mất, địa vị chúng ta không mất, mà đôi khi nữa, tài sản chúng ta là nhiều hơn, và địa vị chúng ta cao hơn, phải không? Nhất chúng ta nhận thấy. Chứ đừng có hiểu sai lầm theo cái hướng tiêu cực. Cho nên trong cái thời Đức Phật, cái ông Cấp Cô Độc đó, là cái ông này đó, là tu pháp này của Đức Phật, tức là chuyên môn làm việc thiện thôi. Cho nên cái ông này đó, là cái việc đầu tiên là gì? Ông là luôn luôn là bình đẳng cúng dường. Ông là người Phật tử, nhưng mà cúng dường cho các vị sa môn đệ tử của Đức Phật, và cúng dường luôn cho các vị sa môn không phải đệ tử Phật nữa, gọi là ngoại đạo, rồi cúng dường luôn cho các ông bà la môn nữa. Đây cái hàng mà ông gọi là cao thượng, cho nên mình cúng dường đi, phải không? Cái hàng sa môn là những cái hàng đó mà từ bỏ cái quyền lợi cá nhân để lo cho cái quyền lợi chung. Đây là hàng sa môn tiêu thụ mà không có sản xuất, phải không? Nên chúng ta lầm cái chỗ này. Cái hàng sa môn này là những nhà hiền triết, những người này không cần vật chất, không cần mà công danh, không cần mấy này để họ dấn thân
họ làm cái việc lợi ích cho cuộc đời này. Cho nên Đức Phật là người dẫn đầu cái việc này nè. Cho Đức Phật dạy các đệ tử của Ngài vậy. Cho nên đi tới chỗ nào đó là nghĩ tới làm lợi ích cho chỗ đó, chứ đừng nghĩ tới mà hưởng thụ cái chỗ này, hay là nhắm một cái quyền lợi nào đó mình tới. Đây là trên bước đường tu của ta đó. Cho nên hàng Sa Môn là như thế. Họ sống độc thân để họ được tự do, họ làm được nhiều việc hơn, họ không bị ràng buộc. Đây là những người mà cao cả. Cho nên ông Cấp Cô Độc là nhắm vô. Ta nói hàng Bà La Môn là hàng trí thức, người học rộng, hiểu nhiều. Cái người này nó làm được nhiều việc cho xã hội. Cho nên đây nó thuộc về cái thượng tầng kiến trúc. Nếu ở trong cái xã hội nào mà hàng trí thức cao đó, trí thức lãnh đạo đó, thì chắc chắn cái xã hội đó tốt hơn. Đây là cái điều mà quan trọng. Cho nên ông Lý Hoàng Diệu đầu tiên lên làm thủ tướng là ông nghĩ là bỏ tiền ra để đào tạo cái giới trí thức này. Lúc đó thầy còn học ở bên Nhật đó, mà thầy thấy một số sinh viên từ Singapore qua này đó, bảo là thủ tướng Lý Hoàng Diệu cấp học bổng cho nó qua bên đó học. Ta nó học cái kỹ thuật của Nhật đó, để đem về áp dụng cho Singapore để phát triển lên. Cho nên cái giới trí thức làm cái vốn quý nhất của một dân tộc. Cái giới này mà không có thì coi như là xã hội. Cho nên cái giới trí thức và cái hàng Sa Môn, tức là cái hàng mà đạo đức cao này, tức là vì cuộc đời này, hai cái này là quan trọng nhất. Cái hạng trí thức Bà La Môn và cái hạng đạo đức Sa Môn này, hiền triết này, trong một xã hội mà hai cái thành phần này phát triển cao nữa, thì cái trường hợp này chắc chắn xã hội nó tốt rồi. Cái người mà đi dạy đạo đức cho người ta để đoạn tất cả những cái xấu ác ở trong cuộc đời này, trong xã hội này, thì cái xã hội này chắc chắn phải tốt chứ. Cho nên trí thức và đạo đức được coi như là cái đỉnh cao để mà phát triển xã hội cuộc đời. Thì bây giờ đó, ông Cấp Cô Độc cái đầu tiên là nhắm vô cái này để cúng dường, chứ không có kỳ thị là đạo kia, phải không? Một số Phật tử chúng ta rơi vô chỗ sai lầm này. Bây giờ tôi theo đạo Phật, cho nên tất cả các tôn giáo khác đều là tà giáo ngoại đạo, tôi không chơi nó, tôi không theo nó đâu, phải không? Còn nếu có điều kiện tôi diệt nó đi. Đây là các cái tôn giáo thời Trung Cổ. Các cái tôn giáo thời Trung Cổ, cái đó có phải thực tôn giáo không? Điểm này chúng ta suy nghĩ. Thời nay chúng ta là cái người có trí tuệ, chúng ta nghiệm lại chúng ta thấy này. Cho nên đổi cái giới này. Cái giới thứ hai là gì? Là cái trường hợp đó, công nhân thợ thiền. Công nhân thợ thiền là những người mà trực tiếp làm ra của cải cho xã hội không? Cái giới trí thức Bà La Môn là những người sáng tạo, nhưng mà những người này những xuất ra của cải này. Đây là cái giới công nhân thợ thiền, cái này rất quan trọng. Cho nên cái giới công nhân thợ thiền này mà được ảnh hưởng bởi những con người đạo đức Sa Môn thì đương nhiên ở đây nó trở thành những người tốt. Mà những người tốt thì sao? Những người tốt là những người đó là thích làm cho người khác hưởng. Thế nên Phật tử chúng ta là con Phật, nhưng mà có người nào khởi được cái tâm này không? Tức là thích làm cho người khác hưởng, chứ không thích hưởng cái thành quả người khác. Đây, nếu được cái hàng Sa Môn tu sĩ đó, làm gương cho cuộc đời này, làm gương cho xã hội, mà tất cả mọi người sản xuất này đó là đều có cái tâm niệm như thế hết, thì quý vị nghĩ sao nữa? Cho nên tạo thành sao? Cô Độc đó là đem bố thí và cúng dường cách rộng rãi như vậy đó, mà cái ông này không bao giờ nghèo. Ông này không bao giờ nghèo, mà của cải ông cứ tăng lên, cứ dư lần. Mà cứ cái dư này ông cúng dường thêm cho các hàng Sa Môn, tức là đầu tư nhiều vô cho những con người mà tiêu biểu đạo đức đấy.
cúng dường cho các vị Bà La Môn, là đầu tư cho những người mà phát triển trí tuệ. Cho nên ngày nay chúng ta nói là cấp học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo đi, phải không? Đầu tư trí tuệ đó. Cho nên Nhật Bản xưa kia nó cũng làm cái công tác này, Minh Trị Duy Tân của nó làm công tác này. Cấp học bổng cho sinh viên để học, để nâng cái trình độ lên. Đây là mấy ngàn năm trước đó, là ông cấp cô độc làm cái này. Người Nhật là mới thế kỷ thứ 19 thôi mới làm chuyện này. Cho nên người Nhật học Phật là họ học cái này, họ làm cái này, cho nên họ duy tân được đất nước của họ. Đào tạo cái giới trí thức. Một cái điều đôi khi chúng ta lại mắc cái sai lầm nữa, đào tạo mà không nghĩ tới sử dụng, không này rất nguy hiểm. Cho nên những người có bằng cấp cao, nhưng mà những người đó nó không làm được cái gì cho xã hội hết, thì những người có tốt không? Cho nên học lấy cái bằng cấp đem về treo lên đó, để nói với mọi người đó, tôi tiến sĩ, tôi thạc sĩ, tôi là cử nhân, tôi 2-3 bằng cấp này, phải không? Nhưng mà hỏi anh có làm được cái gì cho cuộc đời không? Chưa. Đây là cũng sai lầm. Cho nên chúng ta phải nghĩ một điều nữa là đào tạo để sử dụng nữa. Đào tạo để sử dụng chứ. Bỏ tiền ra đầu tư cho một anh này để tốt nghiệp rồi đem về treo bằng để đó không? Lãng phí vô cùng. Đây. Mà ở trong Phật giáo chúng ta cũng phải phạm sai lầm này. Đào tạo nhiều, đông. Cho nên cái thời mà thầy còn là học tăng thì kiếm được một thầy đậu tú tài khó rồi. Nhưng bây giờ nữa thì thành phố chúng ta đã có đến hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ, phải không? Hàng ngàn mấy thầy có cử nhân, chuyện này bình thường. Đây chúng ta thấy này. Nhưng mà đôi khi đó là có cử nhân, có tiến sĩ đó, nhưng mà cử nhân thừa, phải không? Tức là không sử dụng vô đó. Đây lãng phí. Đây cái điểm này quan trọng. Cho nên đào tạo nhắm vô cái chỗ sử dụng, nhắm vô chỗ sử dụng này là quan trọng. Vì ông này bố thí đúng pháp, cúng dường đúng pháp, cho nên cái công việc làm ăn của ông ấy mỗi ngày nó tốt, chịu ảnh hưởng của Đức Phật này đó, mỗi ngày nó an lành, nó tốt thêm lên. Là nhờ Đức Phật dạy từ cái chỗ căn bản mà quý vị thấy, tức là xây dựng cái tâm của con người nhé. Cái tâm con người là đầu tiên là xây dựng cái tâm của nó không tham lam. Cái tâm của nó không tham lam. Mà người mà không tham lam này là người đó sao? Người có tâm không tham lam đó, thì cái trường hợp này nữa, cái gì mà không phải của mình đó, là mình không sử dụng. Đây là trên bước đường tu đó. Nó không phải là của mình mà của người khác. Nếu mà người mà có cái tâm không tham đó, thì đầu tiên đó, người ta có cái này trước. Nó không phải là của mình. Bây giờ nó coi cái gì là của mình đấy. Ta nói cái gì của mình đó, thì mình sử dụng cho người khác sử dụng. Đây là thiện chứ đấy. Đầu tiên trong cái tham đó. Từ cái tâm tham lam này đoạn rồi đó, thì đổi qua cái tâm thiện này. Cái tâm thiện này nó sanh ra, cái tâm ác mất thì cái tâm thiện này sanh ra. Tại vì mình không tham lam, nhưng mà rồi nó của cải mình nhiều thì sao? Đương nhiên đó là ban rải ra cho người khác. Mà ban rải ra đó, thì cái trường hợp này quý vị có một chút xíu trí tuệ đó, thì cái này làm theo một cấp cô độc, tức là đúng. Tức là những người mà trực tiếp sản xuất ra của cải này này, đây là cái giới công nhân thợ thuyền mà đang làm cho ông ta đây này. Ông cung cấp đầy đủ, ông lo cho họ một cách đầy đủ. Cho nên những người này đã yên tâm mà làm. Cho nên ông cấp cô độc đó đã luôn luôn cứ đi chùa, cứ lễ Phật, cứ tụng kinh. Mà cái sự nghiệp ông mở thuyền ở trong cái xí nghiệp, trong công ty của ông ta đó, họ không biết tham, họ không có tham lam nữa. Tại vì trong lúc đó đó, họ biết rõ cái ông này đó
Ông chủ của mình đây ông tham rồi. Cho nên khi nào mà cái quyền lợi hay là nói cái sản phẩm mà do chúng ta làm ra đây đó, thì cái trường hợp này đó là cái phần chúng ta hưởng. Cái phần này của ta hưởng chứ. Thành ông cấp cô độc là theo cái lời Đức Phật dạy, cái khi mà một sản phẩm làm ra, phải không? Thì cái trường hợp này cái thu hoạch được á, cái giá trị của nó là bao nhiêu, thì chúng ta được tiêu dùng vào khoảng mấy mươi phần trăm. Còn mấy mươi phần trăm đó để tái tạo, để sản xuất. Cái này Đức Phật dạy rõ như vậy thôi. Quá 50% cái này. Ta còn để trở lại cho nó là 30% này đó, chúng ta tái tạo sản xuất. Ta nên để giữ lại cái này để tái tạo, chứ không ăn kiệt hết, không xài quá 50% đâu. Ta nên giữ lại cái này. Rồi còn trở lại đó 20% ta làm gì? Ta đầu tư vô đạo đức. Cho nên là bố thí cúng dường. Ta nên bố thí cúng dường này nữa, thì thầy nhắc cho tất cả các Phật tử đó, Đức Phật dạy chúng ta nó không nên làm quá 20%. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên có các Phật tử nhiều khi đó, chúng ta vì quá tốt hay là quá tinh, rồi lúc bây giờ nhiều khi đó chúng ta đem làm hết tài sản ta đi, thậm chí không còn nữa mà cũng đi vay đi mượn để cúng dường. Không nên làm cái việc này quá 20% cái số mà ta kiếm ra được này. Nếu mà chúng ta làm quá mức cho phép này nữa thì coi chừng bị phá sản. Nếu ta nên bị phá sản, bị nghèo, bị khổ, tất cả những cái này nó bao vây chúng ta đó, thì lúc bây giờ tâm ác sanh ra thôi. Cho nên nhiều người bố thí một thời gian rồi nữa thì lại khởi lên tâm ác. Có những người cúng dường nhiều quá rồi nữa là trở sanh ra tâm ác. Cái này từ cái thiện mà sanh ra ác, thì nó không đúng với cái Đức Phật dạy. Cái thiện mà chưa sanh thì làm cho sanh, mà cái thiện mà đã sanh rồi thì nuôi lớn lên chứ. Tại sao là chúng ta chuyển nó thành ác đi? Đây là chuyện sai của chúng ta. Ông cấp cô độc nhờ làm đúng như vậy, cho nên ông luôn luôn nuôi những cái người mà làm việc với mình. Tại mình có chăm sóc nó, có quan tâm tới nó, thì lúc bây giờ nó mới hết lòng với mình chứ. Từ bi của đạo Phật đó là chỗ này. Cho nên mình thương một con vật nó cũng thương mình. Mình thương một người mà giúp việc cho mình, thì cái người này họ cũng thương lại mình, phải không? Đây là tình người này. Cái chuyện mà tu hành chúng ta, cái thiện tâm của chúng ta, thiện tâm sở chúng ta tập là tập. Cho nên cái lòng tham chúng ta không có nữa. Cho nên khi mà được nhiều thì ta sử dụng cái nhiều này để mà ta làm bao nhiêu cái chuyện công đức khác. Đây là các vị nên suy nghĩ. Cho nên cắt bỏ cái lòng tham, chứ không phải là bỏ vật chất. Không phải bỏ vật chất, bỏ địa vị. Cho nên khi ta không có lòng tham rồi đó, thì bây giờ đó ta lại cấu tạo tất cả những người chung quanh chúng ta đây đó, là những người đó cũng không có lòng tham giống như ta. Đây là những người tốt thôi. Thế giới cực lạc của cho nên đó, đầu tiên có nhiều người đó là nghĩ bây giờ mình niệm Phật để sau này mình vãng sanh về thế giới cực lạc, phải không? Thầy nói có những người tu tịnh độ nghĩ vậy đó. Thầy nó không phải đâu. Thầy nói khi mà niệm Phật vãng sanh về thế giới cực lạc đó là này một ở trong những cái điều kiện khác. Tức là đây là một ở trong những điều kiện để vãng sanh. Mà cao hơn bước đó, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Tâm trí lắng yên như vào thiền định đây. Ta nói chỗ mà tâm trí lắng yên như vào thiền định đấy, thì cái trường hợp này đó là cái điều quan trọng then chốt của nó đây. Ta nói người niệm Phật mà tâm không lắng yên thì người này chắc chắn không vãng sanh rồi. Nhưng mà niệm Phật mà tâm lắng yên đi. Tâm lắng yên này là gì? Tức là ác tâm sở không còn sanh ra nữa. Ân hận, phải không? Không còn si mê ba cái này nữa. Không còn ngã mạn, không còn tất cả những cái tánh xấu này trong lòng chúng ta, thì bây giờ nó mới đứng yên chứ. Nên ban đầu là Đức Phật dạy chúng ta đó là cắt cái ác
tu cái thiện, cái thiện tâm sở chúng ta tu lên. Cái thiện tâm sở này là cái gì? Tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, hành xả, bất phóng dật và bóng bất hại, phải không? Cho nên cái này nè, cái thiện tâm sở này quý vị tu này. Nên đầu tiên chúng ta tu cái này là chúng ta khởi lên cái tâm, cái tâm mà tu của chúng ta đấy gọi là tu ở trong tâm, là cái tâm mà bất hại hay là vô hại đây. Cho nên cái gì mà có hại cho cuộc đời, cái gì mà có hại cho mọi vật thì thôi cái này không làm nữa. Trong lòng chúng ta nghĩ như vậy đúng không? Con này có hại thì không làm chứ. Còn có hại nhưng mà ta vẫn làm nữa thì cái này ác rồi. Cho chỗ này nó là bất hại. Cho nên cái này là cái khởi tâm ta tu. Đầu tiên là chúng ta khởi lên cái thiện tâm sở này tu. Mà khi đó, trong đời chúng ta mà không hại ai hết, không hại loài nào hết đó, thì sao? Cái người này nó có cái tâm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ta gọi là khinh an ở trong đạo Phật. Cho nên trên cái bước đường tu hành này nữa, thầy nghĩ cái người mà hơn người khác đó, ở cái chỗ khinh an này, cái này tập trước. Cái khinh an này là gì? Tức là lòng chúng ta lúc nào cũng thanh thản. Ta chưa đạt tới chỗ nhất tâm bất loạn, hay là tâm trí lắng yên như vào thiền định, nhưng mà nhẹ nhàng và thanh thản. Ta đã thanh thản trước cái việc tốt, việc xấu, cái việc thiện, việc ác này, trước cái khen và chê của cuộc đời này đối với ta đi. Cho nên quý vị tập, khi mà mình được cái này rồi đó, thì mình không bao giờ nhăn trán chau mày, phải không? Có chuyện này. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên những người đó lúc nào họ cũng thanh thản. Mà tại vì họ thanh thản cho nên mọi loài đó thấy họ thanh thản. Nên trên bước đường tu đó quý vị nhìn kỹ lại thấy. Cái người xấu đó, thì luôn luôn lúc nào cũng thấy cái xấu của mình đó, mà cứ nghĩ người này xấu, người kia xấu, người nọ xấu. Nhưng Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Mọi người là cái tấm gương để chúng ta soi bóng mình trên bước đường tu này. Cho nên mọi người mà còn xấu với ta thì ta biết là ta xấu. Người đó là biết là ta chưa tốt, phải không? Đây là Đức Phật dạy. Ở trong Kinh Viên Giác Đức Phật nói rõ đó, nếu là bậc chân tu là không thấy lỗi người, mà chỉ thấy lỗi mình thôi. Họ thấy bằng cách nào đấy? Tức là coi người ta đối xử với mình mà biết mình. Người ta khinh dễ mình, người ta chửi mắng mình, thì mình biết cái này là lỗi của mình chứ không phải người ta. Mà mình còn chồng thêm cái lỗi nữa, mình làm cho người ta khinh dễ mình làm cho người ta chửi mắng mình, này là mình có tội. Cho nên lúc này nữa là nên trốn đi, phải không? Nên trốn đi, không dám ra. Sợ người ta thấy mình rồi ta ghét, người ta thấy mình rồi ta chửi mắng, rồi ta mang tội đi. Cái này người tu đấy, cái thiện tâm nằm chỗ này. Còn cái người không biết nó cứ nghĩ rằng tại sao mà nó lại khinh tôi, tại sao mà nó chửi tôi. Đây là cái trường hợp này á, là những người không biết tu, biểu tượng để soi bóng mình, coi cái phản ứng của mọi loài, mọi người với mình như thế nào đó mà biết, biết mình. Biết này là gì? Tức là trong tâm mình biết mình, biết được cái tâm của mình á. Cho nên cái người này đó, đầu tiên đó, họ tu được cái thứ hai nữa là khinh an, tức là cái tâm họ lúc nào cũng thanh thản. Cho nên tất cả các vị đó, cái này là cái chúng ta thực tập. Tại vì cái khinh an có ra được này là gì? Là do đoạn được ba cái căn bản phiền não đầu tiên của tâm này đó, tức là tham, sân và si. Cho nên tâm chúng ta vô tham, vô sân, vô si, ba cái thiện tâm sở này sanh ra rồi đó, thì chúng ta chắc chắn là có cái khinh an đi theo này. Cho nên cái tu thiện chúng ta là tu thiện, tham đoạn đi và tu cái tâm mà vô tham. Vô tham á, là đầu tiên quý vị sao? Nhìn thấy cái vật không nhận, không lấy. Đây là trên bước đường tu của mình. Tức là tập sống với cái của mình có đó, mình không nợ ai hết. Thì cái này là cái việc mà an lạc nhất cho mình. Nhờ cái chỗ đó, đó mà đây có cái tâm khinh an đây. Rồi lúc bây giờ đó, nếu mà người ta nói động tới mình, hay là thậm chí ta cám dỗ mình,
Nhưng mà tâm mình không động theo cái sự cám dỗ, cũng như là không động theo cái mọi người, thì lúc bây giờ đó, nó mới đạt tới chỗ khinh an này, ta tức là thanh thản, thanh thản giữa cuộc đời. Đây là trên bước đường tu, cho nên đây là cái thiện tâm sở chúng ta đạt ra được. Cho nên từ cái chỗ vô tham vô sân vô si này, cho nên vô tham vô sân vô si này đó, thì cái trường hợp này đó, nó kế theo cái tâm của nó bất phóng vật. Phóng vật tức là cứ khởi lên. Ta nếu quý vị cứ ngồi đây đó mà nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ người này, nghĩ người nọ, nghĩ hết tất cả những cái tốt xấu ở trong đời này đó, khởi lên cái tâm này ta gọi là phóng vật. Bây giờ đó, tâm chúng ta không phóng vật, tức là tâm ta bắt đầu đứng yên. Đứng yên đó, bây giờ chúng ta mới cột tâm lại. Ta nếu cột tâm lại đứng yên, mà khi chúng ta muốn đứng yên đó, thì ta đem ta cột cái tâm chúng ta là đâu? Nên trên bước đường tu của thầy đó, cái việc đầu tiên đó là thầy lại sám hối hồng danh, lại sám hối hồng danh rồi đó tụng kinh Pháp Hoa đây, đem cái tâm mình cột vô trong trong các vị Phật, đem cái tâm mình nó cột vô trong trong kinh điển Đại Thừa. Ta đã có cột nó vô trong cái kinh điển Đại Thừa thì tâm của mình nó, thì cái tâm từ mới mở rộng đến đến vô biên này. Cái tâm từ mà mở rộng đến vô biên này từ đâu ra? Tức là từ cái chỗ tiếp nhận được cái kinh điển Đại Thừa, tức là pháp hành của các vị Bồ Tát. Ta đã tiếp nhận được cái này cho nên nó mới mở rộng theo. Thế nên cụ thể nhất là quý vị thấy như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật giới thiệu với chúng ta về Bồ Tát Quan Âm, phải không? Thế nên giới thiệu chúng ta về Bồ Tát Quan Âm, mà chúng ta suy nghĩ về Bồ Tát Quan Âm á, theo trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy thì sao? Cái tâm chúng ta nó cũng bắt đầu tốt theo Bồ Tát này. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Ta đã tâm chúng ta mở rộng ra, Bồ Tát Quan Âm đi tới đâu thì ta hướng tâm đi tới đó. Nguyện của ngài Bồ Tát Quan Âm nó luôn luôn nguyện ở ta bà này chứ không về cực lạc, phải không? Thế nên thầy hồi nhỏ tu hành tụng kinh Pháp Hoa nữa, thấy Đức Quan Âm mà phát nguyện ở của ta bà này đó thì không về cực lạc nữa. Thế nên thầy lúc đó là đang tu tịnh độ, thầy nói tôi cũng không về cực lạc nữa. Tại Bồ Tát Quan Âm ở đây cho nên tôi thích Bồ Tát Quan Âm, cho nên tôi ở đây. Bồ Tát Quan Âm là ở tại thế giới ta bà này, mà tại sao mình đi về cực lạc làm gì? Nên về cực lạc để hưởng cái thành quả của người khác không? Không, không thích. Làm cho người khác hưởng thì thích, nhưng mà hưởng của người khác thì không thích. Đây là trên bước đường tu của ta. Bồ Tát Quan Âm ở đây cho nên tôi ở đây. Chừng nào mà Bồ Tát Quan Âm về cực lạc tôi về. Đây là trên cái bước đường tu hành. Mới thấy Bồ Tát Phổ Hiền lại phát nguyện. Tức là phát nguyện là sao? Tại cái khi mà mãn duyên phàm, tức là chết ở đây đó thì về cực lạc. Cho nên ngài mới đọc cái câu là nguyện tôi lúc mạng sắp lâm chung trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất, mấy người tu tịnh độ nên nhớ. Tại nhiều khi đó mình theo chân Bồ Tát Quan Âm mà mình đi vào trong thế giới ta bà này, mình làm đủ hết thứ chuyện đó, thì coi chừng cái tâm ta bà sanh ra đó. Cái tâm ta bà sanh ra, cái chướng nghiệp sanh ra đó, thì không về được, không về được cực lạc nữa. Ta nói cuộc đời này, nhưng mà các cái việc này không bao giờ vướng vào tâm ngài hết, và tùy duyên mà giáo hóa, không vướng. Cho nên làm thì làm hết đủ thứ chuyện hết, nhưng mà nguyện làm sao đó trước khi lâm chung tất cả cái này dứt hết của trần gian, bỏ hết trần gian. Thế nên quý vị muốn tu cái pháp này là nhớ cái điều này. Làm thì không từ chối cái khó cái khổ,
Nhưng mà lúc nào cũng vừa làm mà vừa buông đi. Cho nên cái này là xả. Cho nên cái hành xả cái này quan trọng. Mãi xả không được á, thì chắc chắn không về cực lạc, không lên niết bàn, mà có chừng đọa. Cho nên là phải có cái tâm hành xả, tức là xả. Đây là trên bước đường tu ta đó. Cho nên nhiều thầy đó là vì tu á, cho nên gặp cái bất đắc kỳ tử, phải không? Bất đắc kỳ tử đó, cái chướng ngại, cái nghiệp ở đây chưa xả nổi này, cho nên không vãng sanh được. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát nhắc chúng ta một câu này: theo Quan Âm tu hành làm đủ tứ việc, đây là việc tốt, nhưng mà nhớ cho một cái đó, là luôn luôn là xả. Tới cái lúc lâm chung là phải cắt đứt hết cái này hoàn toàn. Cắt đứt hết mọi cái quan trái trên thế gian này, cắt đứt, thì bây giờ mới vãng sanh cực lạc. Vãng sanh cực lạc cái chỗ này. Bây giờ hỏi Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đó, nó vãng sanh cực lạc để làm gì? Đấy, cái điều này điều quan trọng nhé. Vì bên đó hưởng hả? Không thích phải không? Ta nên Phổ Hiền Bồ Tát mới nói với mình, nó không phải sướng phải không? Ta nên hưởng phước và sung sướng đó, thì ở trên các cõi trời đó đã sung sướng rồi. Cho nên ở các cõi trời muốn cái gì được cái nấy, thì đương nhiên ai muốn hưởng về trển chứ, về cực lạc hưởng gì mến? Không phải. Nhưng mà tôi nhắc cho mấy ông là đi về cực lạc để chi? Về cực lạc là để nhận được cái sự thọ ký của Đức Phật Di Đà. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên tới chỗ này thầy mới nhớ lại, cái khi gặp Hòa Thượng Trí Hải đó, thì Hòa Thượng mới nói với thầy cái này. Hòa Thượng nói là tôi nghĩ đó, cái khi mà tôi lâm chung đó, thì tôi về bên cực lạc độ vài ba ngày. Tôi về bên cực lạc vài ba ngày. Tức là về bên cực lạc vài ba ngày đó để thọ ký cho tôi. Khi mà thọ ký cho tôi xong rồi đó, thì tôi quay trở lại đây đó, tôi làm việc với mấy thầy. Đây đúng nè. Về bên kia, về bên chỗ Đức Phật Di Đà đó, để nhờ Đức Phật Di Đà thọ ký. Thọ ký tức là xác minh lại cái việc làm của mình ở bên này nè. Cái nào được và cái nào không được đấy. Đây gọi là tu. Tại vì khi mà mình về bên kia rồi, lấy Đức Phật Di Đà để mà soi lại bóng mình, mình mới thấy được cái được của mình và cái chưa được của mình. Mà khi mà thấy cái chưa được đó, thì mình cũng lại Đức Phật Di Đà ba lại xong, nó trở lại thế giới Ta Bà này để tiếp tục cái việc mà của Đức Phật Thích Ca giao chúng ta này. Tại Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta về pháp môn tịnh độ, nhưng mà Đức Phật lại nói thêm cái nữa: ở bên thế giới Ta Bà này một ngày, ở bên này đó mà tu được đó, thì một ngày ở đây đó là bằng bên kia 10 kiếp. Ở bên kia 10 kiếp không có việc gì làm hết, phải không? Nhưng mà ở bên này một ngày đó, nếu mà ta phát Bồ Đề Tâm ta làm đó, là bao nhiêu việc ta có thể làm được. Đây là trên bước đường tu của ta. Cho nên khi mà quan sát lại cái này, ngồi yên không làm gì hết, nhưng mà chỗ này nếu mà chúng ta làm theo cái lời Đức Phật dạy, để quan sát tâm, điều chỉnh tâm, tu ở trong tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được cái mà diệu lực vô tác này. Tức là không làm gì hết, nhưng mà cái kết quả của nó là nó lớn vô cùng vô tận. Cho nên cái khi mà quán chiếu lại tâm chúng ta, thì lúc bây giờ ở trong tâm đoạn hết cái ác đi, rồi nó phát huy được cái thiện, thì bây giờ cái thiện mà ở trong tâm chúng ta, mọi loài họ thấy ta, họ có thể phát tâm, họ có thể tốt. Cho nên hồi nãy thì ta muốn dạy người, ta muốn làm việc này, ta muốn làm chuyện kia, nhưng mà gần như cả đời chúng ta làm không được. Bây giờ ta buông hết đi tất cả những cái này, mà ta điều chỉnh tâm chúng ta trở lại tốt và sáng rồi đó, thì lúc bây giờ ta không làm gì mà mọi việc á, nó lại tốt theo ta, phải không? Lại này ta do điều chỉnh cái tâm đi. Cho nên cái đề tài hôm nay là chúng ta
quán sát ngược trở lại cái nội tâm chúng ta để kiểm tra trong đó nữa, cái thiện được bao nhiêu và cái ác bao nhiêu, cái ác có đoạn chưa và cái thiện có sanh ra chưa. Mà nếu hãy cái thiện sanh ra rồi đó thì chắc chắn cái cuộc đời chúng ta đây nó phải tốt hơn thôi. Không cần vật chất nhưng mà vật chất sẽ tốt hơn, không cần địa vị nhưng mà địa vị phải cao hơn. Là bỏ tất cả nhưng mà lại được tất cả, là đây là lời của Đức Phật dạy. Cho nên tôi cầu mong tất cả mọi người mà hữu duyên hôm nay đó, là chúng ta đều trở thành ra pháp khí đại thừa, trở thành ra Bồ Tát Quan Âm ở trong tương lai, trở thành ra Bồ Tát Phổ Hiền ở trong tương lai, để còn làm lợi ích cho nhiều nhiều hơn nữa cho chung hữu tình. Xin tất cả quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.